Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh Nukita. Đôi lúc chúng ta gặp những xu hướng rõ ràng, tăng hoặc giảm đẹp, nhưng chúng ta không biết chọn những điểm vào như thế nào, và cuối cùng chỉ biết ngồi nhìn giá chạy. Trong video này, mình sẽ chia sẻ những điểm vào đẹp mà bạn có thể áp dụng để tránh lãng phí bỏ sót khi thị trường đi đẹp. Mục tiêu của những điểm vào này là phải đơn giản nhưng vẫn hiệu quả. Tâm lý giao dịch đã khó rồi, một điểm vào mà phức tạp nữa thì sẽ càng khó áp dụng. Điểm vào phải rõ ràng, đơn giản thì chúng ta mới giữ được sự nhất quán, kỷ luật trong các lệnh. Chúng ta sẽ bắt đầu luôn ngay bây giờ nhé. Đi vào ví dụ đầu tiên, chúng ta có biểu đồ này. Đây là biểu đồ ở trên khung 15 phút. Và chúng ta có thể thấy rõ ràng là ở cái biểu đồ này, xu hướng đang thiên về tăng. Chúng ta có thể thấy một cách dễ dàng là giá đang đi chéo đi lên. Ngoài ra nó còn có những cái cấu trúc tăng. Giá phá đỉnh đi lên, hồi về những cái vùng cản cũ, tiếp tục phá lên và hồi về những cái vùng cản cũ, phá lên tiếp. Ngoài ra ở trên biểu đồ này nó còn có một cái lưu ý nữa là nếu mà chúng ta vào khung 4 giờ, các bạn có thể thấy là trước đó từ cái giai đoạn này giá tăng, phá đỉnh đi lên, tạo vùng đáy cao hơn, đỉnh cao hơn, sau đó giá hồi lại về cái vùng cản của phe mua trước đó. Và từ cái vùng cản này, với cái lực bán này, nó đấu tranh tạo ra một cái vùng giá đi ngang ở trên khung 4 giờ. Nhìn nó nhỏ như thế này thôi, nhưng mà nó cũng phải diễn ra trong vòng khoảng 10 ngày. Do đó nếu mà chúng ta giao dịch ở cái khung nhỏ hơn, như khung 5 phút hay 15 phút, ở cái giai đoạn 10 ngày này, thì chắc chắn là xu hướng sẽ không rõ ràng và rất khó để chúng ta có điểm vào lệnh tốt. Tuy nhiên cho tới cái giai đoạn này, chúng ta thấy là sau cái vùng đi ngang là cái vùng mà hai phe đấu tranh lẫn nhau, phe bán từ cái vùng này và phe mua từ cái vùng này, thì ở cái giai đoạn này chúng ta thấy phe mua phá đi lên các cái đáy cao hơn và sau đó nó tiếp tục tăng tiếp, tạo ra một cái cấu trúc tăng. Như vậy thì nó sẽ càng ủng hộ hơn cho cái việc là ở khung 15 phút chúng ta sẽ giao dịch ưu tiên cho lệnh mua. Và vấn đề bây giờ đó chính là chúng ta phải tìm cái điểm vào như thế nào để có thể có được những cái điểm vào tốt và an toàn. Chúng ta sẽ quan sát tiếp giá di chuyển nhé. Các bạn chú ý tại cái vùng này, chúng ta có một cái cấu trúc tăng, hai con sóng tăng đẩy giá đi lên, sau đó giá tạo một cái vùng nén tại đây và tiếp tục giá phá qua cái vùng nén này, thì đây chính là một cái điểm vào tốt. Các bạn có thể tìm lại một cái video mà mình đã từng làm trước đây. Đó chính là một cái điểm vào mà phụ thuộc vào cái độ nén của giá. Khi mà giá càng nén mạnh thì cái điểm breakout, điểm phá vỡ nó sẽ càng cho kết quả tốt hơn. Không chỉ là cái khả năng giá phá đi lên mà nó còn cho cái tỷ lệ RR rất là tốt do cái điểm stop loss nhỏ. Chúng ta chỉ cần stop loss ở dưới cái vùng mà giá nén lại thôi, và cái cơ hội để chúng ta ăn thì lại có thể rất nhiều rờ. Các bạn có thể thấy sau cái điểm vào này, giá tăng rất mạnh đi lên. Và nếu mà chúng ta xét tới cái đỉnh này thì tỷ lệ RR đạt được nó có thể lên tới 6R. Chưa kể nó còn có thể tăng tiếp. Như vậy thì đây cũng chính là một cái điểm vào khá đẹp theo cái trường phái breakout. Và nếu mà chúng ta gặp khi thị trường thể hiện một phe chiếm ưu thế rõ ràng và nó xuất hiện cái điểm vào này thì chúng ta có thể vào. Ngoài ra trước đó mình để ý cũng có một cái điểm vào khá là tốt. Chúng ta có thể nhìn kỹ những cái vùng này. Ở đây thì chúng ta có những cấu trúc tăng và giá hồi lại về cái vùng cản của phe mua trước đó. Rõ ràng thì khi mà giá hồi lại về cái vùng này, nó chính là cái cơ hội để chúng ta vào lệnh. Tuy nhiên nó không có nghĩa là cứ giá hồi về vùng này thì chúng ta lại vào. Bởi vì nếu mà chúng ta không chờ tín hiệu thì giá nó có thể bị phá xuống và quét điểm stop loss của chúng ta. Do vậy một cái yếu tố mà chúng ta cần đó chính là nó phải xuất hiện một cái tín hiệu vào lệnh tốt tại đây. Bởi vì chúng ta đã có một cái cấu trúc rõ ràng, một cái vùng mua mạnh, và cuối cùng chúng ta cần đó chính là một cái tín hiệu tốt. Vậy thì tín hiệu như thế nào là tốt? Chúng ta hãy để ý giữa hai cái vùng giá này,
nó sẽ giống nhau về cái cấu trúc tăng và cái vùng để chúng ta canh mua là hai vùng này. Tuy nhiên thì cái việc giá bật lên tại đây nó khác nhau. Ở cái trường hợp thứ nhất, chúng ta thấy là cái biên độ giá đang từ mạnh này, nó xuống tới đây, sau đó giá bật lên, xuống lại tới vùng này và bật lên tiếp, tạo thành một cái cặp nến engulfing tại đây. Chúng ta có thể thấy nó giống như là cái mô hình engulfing ở đáy 2. Mà các bạn có thể xem lại cái video những mẫu nến mạnh mình đã từng chia sẻ trước đây. Cái việc nó tạo nến engulfing ở đáy 2 này, nó thể hiện là khi mà phe bán đang cố gắng đẩy xuống này, thì khi nó đẩy xuống tới đây, phe mua đẩy lên. Như vậy phe bán thất bại lần thứ nhất. Tiếp tục phe bán cố gắng đẩy xuống và phe mua lại đẩy lên. Điều này nó thể hiện là phe bán thất bại 2 lần. Ngoài ra thì cái cây nến engulfing này nó còn phá qua cái vùng đỉnh cũ trước đó nữa tại đây. Và chúng ta có thể thấy là cái biên độ, cái độ dốc đang mạnh, sau đó nó thoải dần và bắt đầu bị đẩy lên, và nó còn phá qua cái vùng đỉnh cũ. Cái dâu nến này nó còn quét hồi về cái vùng đỉnh cũ và sau đó tiếp tục lên. Vậy thì nếu mà chúng ta vào lệnh mua tại đây, stop loss ở dưới vùng này, thì nó lại là một cái lệnh đẹp. Nó có cái tín hiệu thể hiện lực mua tăng lên rõ ràng, sự thất bại 2 lần của phe bán, và cái vùng căn cứ của phe bán tại đây nó cũng bị phe mua phá. Nhưng ở cái giai đoạn này, nếu mà chúng ta vào lệnh mua ở đây, stop loss dưới đây, mặc dù nó cũng là một lệnh thắng, tuy nhiên là ở cái điểm vào này nó không có một sự chắc chắn so với cái điểm vào trước đó. Nếu các bạn nhìn tại đây, sau khi giá giảm xuống, giá bật lên, mặc dù nó tạo một cái cặp nến engulfing, nhưng cái nến engulfing này dâu trên dài là một, và ở cái giai đoạn này nó chỉ thể hiện phe mua mới tấn công lần một đẩy giá đi lên. Do đó trong nhiều trường hợp nó vẫn có khả năng là ví dụ giá lên tới cái vùng này, một cái vùng cản của phe bán lại có thể vào và đẩy giá xuống tiếp. Như vậy thì cái khả năng bị stop loss của chúng ta sẽ cao hơn. Do đó nếu chúng ta vào ngay cái trường hợp này thì nó sẽ không an toàn. Thay vì thế, chúng ta có thể đợi một cái trường hợp phe bán quay trở lại, test lại cái vùng này một lần nữa và nó thể hiện là phe mua thắng thế lần thứ hai. Và nếu nó tạo ra một cái cấu trúc tăng giống như ở trước này thì càng tốt nữa. Lúc đó chúng ta vào sẽ an tâm hơn, bởi vì phe bán nó đã thể hiện sự thất bại tiếp theo rồi, và sự thắng thế của phe mua nó cũng được thể hiện. Đấy chính là cái lý do mà ở cái điểm vào trước này nó sẽ an toàn hơn điểm vào sau này. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát tiếp cái đà tăng này nhé. Đây, chúng ta sẽ dừng tại cái thời điểm này. Tuy nhiên trước khi bước vào cái thời điểm này thì mình cũng vừa bỏ qua một cái điểm vào mà nó cũng đúng với cái quy tắc. Đó chính là cái giai đoạn này. Chúng ta có một cái cấu trúc tăng rõ ràng trước đó. Chúng ta có giá hồi về đây, về cái vùng cấu trúc tăng này, và có cái bộ nến chòm râu tại đây, cũng như là cái cặp nến engulfing ở cái thời điểm này. Thì cái giai đoạn này cũng là một cái điểm vào đẹp. Chúng ta có thể vào mua tại cây nến engulfing này, stop loss ở dưới vùng này. Thì cái điểm vào này cũng là một điểm vào thỏa mãn cái setup của chúng ta. Nó cũng thể hiện rõ ràng ba yếu tố: cấu trúc, vùng cản và cái tín hiệu. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái trường hợp hiện tại. Tại đây thì chúng ta cũng thấy là cái biên độ nó đang nén dần trong một cái hình tam giác. Và cái biên độ đi ngang này nó rất rõ ràng, nó có quy luật, chứ nó không lên xuống một cách ngẫu nhiên. Hơn nữa ở giai đoạn cuối này, nó tạo ra một cái vùng nén nữa. Và khi giá phá cái vùng nén này thì chúng ta có thể vào lệnh, một cái lệnh mua tại đây. Stop loss ở dưới vùng nén này. Đây cũng chính là một cái điểm vào tốt. Nó thỏa mãn cái yếu tố vào lệnh breakout, đặc biệt là khi có vùng giá nén. Hơn nữa cái vùng đi ngang này nó có quy luật, cũng như là nó có một cái con sóng ủng hộ trước đó, là cái con sóng này. Và cái cấu trúc lớn
chúng ta nhìn nó vẫn đang thiên về tăng. Thì cái điểm vào này cũng là một điểm vào khá đẹp mà các bạn có thể áp dụng. Đây, chúng ta có thể thấy sau đó giá tăng lên. Những cái quy tắc vào lệnh này cũng rất là rõ ràng và dễ nhìn thấy, dễ phát hiện. Quan trọng là chúng ta cần chờ nó xuất hiện thôi. Ví dụ như trong những cái trường hợp này, giá nó cũng tạo những cái lực tăng đi lên, nhưng mà nó lại không tạo ra một cái quy tắc nào cả. Rất khó để có thể xây dựng quy tắc vào lệnh tại những cái vùng giá này, hay là vùng giá hồi này cũng vậy. Nó không có một cái quy tắc nào để chúng ta có thể vào lệnh một cách an toàn. Nên là những trường hợp này, dù gặp thì mình cũng sẽ bỏ qua, không mạo hiểm để vào lệnh. Đây, những cái trường hợp phía trước này cũng vậy. Giá quét lên quét xuống, nó không tạo ra một cái điểm vào nào tốt cho chúng ta. Trường hợp này thì nó thiên về đi ngang này. Và cái trường hợp này nó cũng tạo một cấu trúc tăng, một cái vùng cản tại đây, một cái cặp nến engulfing ở đáy 2. Tuy nhiên là cái vùng này mình thấy nó lại hơi thọt xuống so với cái vùng đáy phía trước. Nên là nếu mà vào lệnh mua tại đây thì thực sự là cũng cảm thấy không quá an toàn. Mặc dù nếu bạn vào lệnh mua tại đây thì nó cũng đạt được TP khá là tốt. Nhưng nếu gặp trường hợp này thì mình cũng sẽ không vào. Ở cái giai đoạn hiện tại thì chúng ta thấy là một cái bức tranh lớn hơn. Giá tạo cấu trúc tăng tại đây và nó hồi về tới cái vùng này. Ở vùng này nó thể hiện những cái vùng giá đấu tranh, những vùng giá nén. Hai phe đấu tranh, phe mua tại cái vùng cản trước đó và phe bán từ cái lực giảm này. Nó đấu tranh nén lại tại cái vùng này, sau đó giá thể hiện là phe mua đẩy lên một cái cấu trúc tăng nhẹ tại cái vùng này, và nó cũng phá qua những cái vùng đỉnh nhỏ trước đó rồi. Hơn nữa tại đây giá cũng hồi về lại tiếp tục đấu tranh và đang đi lên. Như vậy thì đây cũng chính là một điểm vào mà chúng ta có thể vào lệnh mua, dựa vào cái việc chúng ta đọc cấu trúc như vậy. Rõ ràng cái vùng này thì nó đang thể hiện là phe mua đang bắt đầu chiếm ưu thế và phe bán nó đang cạn kiệt dần dần. Chúng ta có thể vào lệnh mua tại đây, stop loss ở dưới cái vùng này. Kỳ vọng của chúng ta có thể lên cái vùng đỉnh cũ hoặc lên cao hơn. Nếu mà giá nó tiếp tục cái xu hướng tăng trước đó thì nó có thể phá cái vùng này, phá hoàn toàn cái vùng đỉnh này. Cái điểm vào này rõ ràng nó không đẹp như những điểm vào trước, bởi vì nó xuất hiện một vùng cản khá mạnh tại đây, một cái vùng căn cứ của phe bán, và phe bán tại cái vùng này giảm khá mạnh, đẩy giá đi xuống. Tuy nhiên thì từ những cái việc mà chúng ta phân tích hồi nãy, nó vẫn có những cái lợi thế tốt dành cho cái điểm vào lệnh mua này. Nên là chúng ta vẫn có thể vào lệnh khi mà chúng ta có căn cứ như vậy. Đối với những trường hợp lệnh như thế này, khi mà chúng ta có điểm vào lệnh rồi và chúng ta gặp những cái vùng cản mạnh, thì nếu chúng ta vào lệnh, chúng ta sẽ cần quan sát giá nó lên phản ứng tại những vùng cản mạnh này như thế nào. Thông thường nếu mà giá không phá qua những cái vùng cản này thì nó sẽ tạo ra những cái đợt thất bại của phe mua. Giá đẩy nhiều lần lên không thành công và nó có thể xuất hiện cái cấu trúc giảm, thể hiện phe bán đang tấn công. Còn trong cái trường hợp mà giá đi xuyên thẳng qua cái vùng cản như thế này thì khả năng rất cao là nó có thể đi tiếp theo cái cấu trúc tăng lớn. Như vậy thì chúng ta có thể an tâm giữ lệnh, an tâm đặt chốt lời ở những cái vùng xa hơn. Và giống như một cái video làm thế nào để nhận diện một cái vùng cản nó có khả năng bị phá vỡ hay không, thì tại đây nó cũng thể hiện là trước cái vùng cản này nó tạo ra một cái vùng đi ngang này, thể hiện hai phe đấu tranh, và sau cái vùng đi ngang này thì giá phá mạnh lên. Đó, rất nhiều trường hợp như vậy. Dụ chúng ta có một cái vùng cản mạnh tại đây, giá lên tới gần tới vùng này mà nó thể hiện một cái vùng đi ngang này, sau đó nó phá lên, vừa phá qua cái vùng đi ngang này và vừa phá qua
cái vùng cản trước đó, thì khả năng rất cao là sau đó nó sẽ tăng mạnh tiếp. Bởi vì cái vùng này là cái vùng đấu tranh, nó là cái dấu hiệu thể hiện sự đấu tranh của lực tăng để lên và lực bán tại cái vùng này để xuống. Hai phe tranh chấp tại đây, và nếu phe mua thắng thế, đây đáng lẽ là chỉ cần nó phá qua cái vùng cản nhỏ này thì khả năng cao cái vùng cản này nó cũng sẽ bị phá. Đó chính là một số chia sẻ của mình về điểm vào, để chúng ta biết cách vào những lệnh đẹp khi thị trường đẹp. Tuần vừa rồi cũng có khá nhiều cặp mà chúng ta có thể áp dụng những cách này. Mình sẽ để các bạn xem xong video này tự áp dụng và tìm lại, review lại những cái điểm vào đó xem như thế nào nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.